Táo được biết đến trên toàn thế giới như một loại trái cây ngon bổ rẻ. Hầu như không có ai trên hành tinh này chưa bao giờ ăn táo hay uống nước táo cả. Và bánh táo cũng là một sản phẩm khá phổ biến, thường được phục vụ trong các buổi lễ chính thức và không chính thức. Nhưng liệu ăn một quả táo mỗi ngày có thực sự sẽ giúp chúng ta không bao giờ cần đến bác sĩ không? Câu nói này đã tồn tại trong rất rất nhiều năm, nhưng liệu táo có tốt cho tất cả mọi người không? Và có điều kiện nào mà bắt buộc phải tránh xa loại quả này không? Trước khi trả lời những câu hỏi này, chúng ta sẽ tìm hiểu 10 sự thật về việc ăn táo mà mọi người nên lưu ý để giữ sức khỏe tốt nhất. Số 10. Một kho vitamin trong chỉ một loại trái cây. Thật vậy, mỗi quả táo đều chứa nhiều loại vitamin. Ví dụ, bạn vừa ăn một quả táo cỡ vừa, nghĩa là bạn đã tiêu thụ khoảng 95 calo. Cùng với cảm giác no cho dạ dày của bạn, bạn còn nhận được khoảng 4 gram vitamin C và một lượng lớn các vi chất hữu ích hàng ngày như mangan, kali, đồng cùng với vitamin A, E, B1, B2 và B6. Nó cũng là một trong những nguồn sắt dễ tiêu hóa nhất. Táo được sử dụng không chỉ để phòng ngừa cảm lạnh mà còn điều trị các bệnh nặng như các khối u ác tính. Một lượng kali vừa đủ giúp ổn định huyết áp và canxi là cần thiết để củng cố men răng và mô xương. Nghe như cả một tiệm thuốc chỉ trong một trái cây duy nhất và ngon lành phải không nào? Số 9. Ăn táo để tăng cường trí não của bạn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn táo thường xuyên giúp cải thiện hoạt động của não. Những loại trái cây này có chứa một chất chống oxy hóa đặc biệt, ngăn chặn sự phá hủy và viêm tế bào. Nước ép táo thúc đẩy sự hình thành một chất truyền dẫn thần kinh quan trọng, giúp cải thiện trí nhớ đáng kể. Một nghiên cứu năm 2008 được tuyên bố trên tạp chí khoa học thực phẩm cho thấy táo góp phần ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Thật đáng kinh ngạc. Số 8. Tim, máu và mạch máu. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng ăn táo hàng ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵ và máu đông vì nó bình thường hóa mức cholesterol trong máu. Họ đã so sánh hiệu quả của việc tiêu thụ khoảng một quả táo mỗi ngày với việc dùng các loại thuốc đặc biệt được gọi là statin, làm giảm mức cholesterol nhưng có một số tác dụng phụ. Các chuyên gia ước tính rằng táo gần như có hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim ngang với thuốc. Ngoài ra, ăn táo cũng ngăn ngừa sự hình thành sỏi mật. Sỏi là do lượng cholesterol dư thừa hình thành nên và chất xơ từ táo giúp bình thường hóa mức cholesterol. Nhờ vậy, hệ thống tim mạch cũng được chữa lành. Trong một nghiên cứu lớn, ăn một quả táo mỗi ngày có liên quan đến việc giảm 28% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Ngay cả khi bạn chỉ ăn một vài quả táo mỗi tuần thì nó cũng có tác dụng bảo vệ tương tự. Số 7. Dạ dày khỏe mạnh với một quả táo mỗi ngày. Táo có thể giúp chữa viêm dạ dày, đặc biệt là các giống táo xanh. Để làm điều này, bạn cần rửa kỹ táo, sau đó gọt vỏ và nạo chúng. Ăn táo nghiền vào sáng sớm vì bạn không thể ăn bất cứ thứ gì trong 4 giờ trước và sau khi ăn táo. Hãy chuẩn bị bữa sáng vào khoảng 11 giờ. Trong tháng đầu tiên, bạn ăn táo theo hình thức này hàng ngày. Trong tháng thứ hai, 3 lần một tuần. Và trong tháng thứ ba, mỗi tuần một lần. Nhưng tất cả điều này nên được kết hợp với chế độ ăn kiêng theo quy định, nghĩa là loại trừ thức ăn cay và mặn, chất béo, cà phê, trà nặng và bánh mì mới nướng. Cũng không có gì khó nhỉ, bạn nên hỏi bác sĩ về phương pháp này để đảm bảo nắm được các thông tin cần thiết. Số 6. Ăn táo để giảm cân. Chất xơ có trong táo xanh cần một thời gian dài để được hấp thụ, khiến bạn cảm thấy no lâu hơn. Không giống như bột và các chất bổ sung cho chế độ ăn uống nhân tạo, táo gần như hoàn toàn không gây dị ứng và do đó giảm nguy cơ phản ứng xấu cho da trong chế độ ăn như vậy. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ ở đây là các chuyên gia dinh dưỡng khuyên không nên ăn táo sau 4 giờ chiều. Họ đã chứng minh rằng trong trường hợp này, cơ thể bạn sẽ không có đủ thời gian để tiêu hóa tất cả các chất dinh dưỡng từ táo. Nhân tiện, những loại trái cây này góp phần hình thành khí gas, vì vậy đừng quên tính đến điều này trong khi thử chế độ ăn táo. Số 5. Ăn táo để tiêu hóa tốt hơn. Vì táo chứa chất xơ và pectin nên loại trái cây này có thể giúp chống lại hầu như mọi vấn đề tiêu hóa. Chúng bình thường hóa hệ vi sinh đường ruột và giúp thúc đẩy các loại vi khuẩn tốt trong ruột của chúng ta. Với hàm lượng vitamin trong táo như carotene, sắt, mangan, kali và canxi,
táo được khuyên dùng cho nhiễm trùng đường ruột. Tuy nhiên, những quả táo này có thể gây ra sự gián đoạn đường tiêu hóa. Vì vậy, nếu bạn gặp một số rắc rối với viêm dạ dày hoặc loét tá tràng, bạn nên chọn táo nướng thay vì táo tươi. Đừng lo lắng, sau khi nấu lên, chúng cũng không mất quá nhiều chất dinh dưỡng. Số 4. Đẹp và khỏe với một quả táo mỗi ngày. Nhờ có pectin trong táo, nên việc tiêu thụ loại trái cây này hàng ngày sẽ giúp cải thiện làn da, kéo dài sự trẻ trung và tươi mát của làn da. Nhưng tiện, táo có chứa một hợp chất chống lão hóa. Táo nướng cũng có những lợi ích tuyệt vời tương tự như táo tươi. Vì vậy, bạn có thể có một vài loại trong chế độ ăn uống của mình. Bạn không chỉ có thể ăn táo mà còn có thể sử dụng chúng cho tóc và da dưới dạng mặt nạ làm đẹp. Thử đắp những lát táo mỏng lên vùng da dưới mắt để thoát khỏi phù nề và quầng thâm. Số 3. Táo giúp tăng cường hệ miễn dịch. Mọi người đều biết sự căng thẳng có thể gây ra những gì? Tâm trạng xấu, năng suất thấp, các vấn đề sức khỏe bên trong và nhiều hơn nữa. Nhưng tin được không, táo cũng có ích với các vấn đề này đấy. Chất chống oxy hóa, quercetin chủ yếu có trong táo đỏ, có thể tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp cơ thể đối phó với căng thẳng. Chúng cũng giúp lọc gan nữa đấy. Số 2. Ăn táo hàng ngày nhưng biết giới hạn. Mặc dù có rất nhiều đặc tính có lợi, nhưng chúng cũng không nên được tiêu thụ mà không có giới hạn. Táo chứa carbohydrate, thứ mà cơ thể chúng ta xử lý thành glucose. Nếu bạn có một lối sống năng động, chơi thể thao hoặc ghé thăm phòng tập thể dục ít nhất 2 lần một tuần, thì nó sẽ có ích cho bạn. Nhưng nếu bạn có một công việc thụ động và một cuộc sống ít vận động, táo có thể gây hại bằng việc gây ra đột biến lượng đường trong máu. Đó là lý do tại sao tốt hơn là tránh ăn nhiều hơn 3 quả táo cỡ trung bình mỗi ngày. Trong trường hợp này, bạn sẽ nhận được các chất hữu ích nhưng không gây hại cho cơ thể hoặc thêm quá nhiều calo. Số 1. Táo, thực phẩm thần kỳ. Tất nhiên, tốt hơn hết là nên ăn bất kỳ loại trái cây nào theo cách chưa nấu, đúng không? Nhưng để đa dạng hóa bữa ăn hàng ngày của bạn và tiếp tục tiêu thụ tất cả các nguyên tố vi lượng quan trọng mà táo có, bạn có thể làm nước trái cây hoặc sinh tố, bánh nướng hoặc bánh ngọt. Bạn thậm chí có thể làm mứt khô từ táo. Người dân ở Ý ăn bánh với táo và ở Ấn Độ người ta nấu tương táo. Chỉ cần tìm kiếm trên web, bạn sẽ tìm thấy cả đống món ngon dễ nấu. Bạn có biết một số công thức nấu ăn hay ho nào không? Hãy chia sẻ chúng trong phần bình luận bên dưới. Và đây là một vài điều thú vị khác về táo dành cho bạn. Chúng chứa 85% nước. Có nghĩa là những loại trái cây này rất quan trọng trong việc hydrat hóa và cung cấp năng lượng. Nên ăn một quả táo khoảng 20 phút trước bữa ăn chính. Điều đó giúp giảm cơn đói và do đó bạn sẽ tiêu thụ ít calo hơn trong khi ăn. Việc bạn chọn một quả táo đỏ hay xanh là không quan trọng. Tất cả mọi loại trái cây này đều có lợi. Chỉ cần cố gắng không gọt vỏ chúng bởi vì một loạt các chất dinh dưỡng tôi đã đề cập có trong vỏ. Như bạn có thể tự đánh giá, một quả táo mỗi ngày có thể không hoàn toàn giúp bạn không bao giờ đến bác sĩ, nhưng nó sẽ giúp ích. Hãy nhớ điều này mỗi khi bạn cắn một miếng giòn và ngon. Tại sao chúng ta không có một thử thách nhỏ nhỉ? Hãy ăn một vài quả táo mỗi ngày trong một tháng và sau đó chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta về nó. Trong khi bạn suy nghĩ về đề nghị này, tôi sẽ đi bật lò lên để thử những miếng táo nướng. Và nếu bạn đã học được điều gì đó mới trong video hôm nay thì hãy để lại một like và chia sẻ nó với bạn bè nhé. Chúng tôi còn rất nhiều video khác dành cho bạn đây. Chỉ cần nhấp vào video bên trái hoặc phải và thưởng thức cùng nhau soi sáng cuộc sống nào.